Ê các bác ơi, gia đình nhà sữa sữa Vani đi trà sữa, lại đi trà sữa các bác ạ. Đấy, vẫn cái quán quen thuộc đây. Nhà cháu rất thích ngồi cái quán này, quán siêu xì tin này ạ. Hôm nay cả sữa và Vani đều được đi, cháu thích lắm nhỉ. Vani sáng nay mẹ đi trường mở cửa ra thì hét hò inh lên. Đến khi mà đóng cửa vào rồi mà thương nghĩ thương ơi là thương, hét inh luôn, gào âm lên nghĩa thương ơi là thương nhỉ. Xong rồi đến tối thì mẹ cháu bảo là tối mẹ sẽ cho đi chơi, hứa luôn. Đấy, nhà cháu mọi lần thì ngồi ngồi cái ghế cao kia kìa, thế nhưng mà hôm nay bố cháu lại đổi phong cách, bố cháu lại ngồi ở dưới đây. Mọi lần mẹ cháu toàn ngồi ở kia bởi vì sợ bố cháu không ngồi được. Mà bây giờ bố cháu ngồi được lên cái đôn này. Chiều ý mẹ cháu đó. Xay sữa chiều. Ô, sữa sữa đi đâu đấy con? Sữa sữa đi đâu đó? Đây sữa sữa với Vani hôm nay được đi chơi, các con vui lắm, các con thích lắm đấy chứ. Còn thiếu một cái dây màu tím đâu rồi, về tìm lại nhá, cả tìm lại cả bên 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 nhà Phương Mai với cả bên nhà Đại La nhá, không thấy cái dây tím tím đâu. Mẹ con chỉ nhớ là một cái dây màu hồng thì cái dây dài là bố cầm để cốp xe, thế còn cái dây ngắn mẹ để ở trong túi sách, còn cái dây tím thì tìm mãi không có. Cho Vani đi chơi á, không có dây á thì lo lắm, trời ơi gọi không được luôn, Vani chưa huấn luyện được các bác ạ, cháu vẫn còn mới mẻ lắm, cháu mới về đây mùng 8 tháng 3 cho nên là vẫn còn mới mẻ lắm, chưa quen. Cháu chưa quen. Cháu phải chui vào trong đấy làm gì hả Vani? Ra đây là cho nó tự tự cho nó tự tin làm sao phải chui vào đó. Ôi dồi ôi, nó chui vào đấy nó vậy vợ đấy. Sữa sữa ra đây mày 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 Vani. Sữa sữa ra đây mày Vani. Hai vợ chồng nhà nó đấy. Hai vợ chồng nhà nó lại chui vào trong gầm bàn. Ôi dồi ôi, cái gầm bàn bé tí tí nó chui vào đấy làm gì? À, chui vào đấy làm gì, bé tí ti chui vào đấy làm gì hả Vani? Sữa sữa Vani hay là vì là cứ muốn gần bố, bố nó điều hành nó làm sao nó ra khỏi cái gầm bàn hộ cái này à? Hay bố đâu, hay là bố thử ngồi vào góc này xem liệu nó có chuyển chỗ thử đi xem nào. Đấy, bây giờ đã phát hiện ra hóa ra là nó theo bố nó chứ không phải là nó chui gầm bàn. Mỗi anh Vani là vẫn chui gầm bàn thôi. Chui cho trong gầm bàn cho tự tin ở Vali. Ha? Anh Vani anh chui gầm bàn cho nó tự tin à? Hay như nào? Anh chui gầm bàn cho tự tin hơn đúng không? Được đi chơi được không? Thỉnh thoảng cho con đi chơi trà sữa nhỉ? Cho con đi chơi trà sữa cho vui. À lúc mà về mẹ về phát hiện ra là nghịch đồ của mẹ, thế xong rồi mẹ mắng cho, thế là mẹ lúc mẹ đi ngủ đến lúc mà dậy thấy anh ấy đang nằm bên cạnh với cái thái độ đầy hối lỗi luôn. Ôi dồi, xin lỗi, đầy hối lỗi luôn. Vani tình cảm lắm nhỉ, Vani tình cảm hơi tăng động, hơi nghịch. Con thích đi chơi nhưng mà mẹ bận quá chả cho đi chơi gì cả. Trước ngày mẹ họp thôi. Tối nay mẹ lại ba cuộc họp đúng không? Nhiều họp nhiều thế. Trước ngày công việc thôi, sáng nay mẹ để đi trường. Xong rồi chiều nay mẹ lại còn ngồi mẹ chiều ngồi với cả bác Hà, với cả
cô Linh, động viên cô Linh học nhỉ. Đấy, đây là lý do vì sao mà nhà cháu và rất nhiều bạn bè của mẹ cháu rất là thích cái không gian ở đây. Sitin nhỉ, Sitin nó con nó ấm áp, ngồi nó cũng vui vui, và đồ uống thì là rất là hợp lý. Quán này là bố cháu tìm ra đó. Bố cháu đi uống ở trên phố cổ, xong rồi bố cháu cho đi uống ở phố cổ, và cuối cùng phát hiện ra ở gần nhà mình cũng có một quán tương tự. Đấy, cho nên là được biến cái quán này thành chỗ nghỉ ngơi, thả khi chát của cả nhà cháu đô. Chứa ngồi ngắm phải ngồi ngắm bố mới chịu cơ. Ngồi ngắm bố mới chịu cơ. Đấy, nó phải ngồi nó ngắm bố nó mới chịu được, phải quay mặt về phía bố mới chịu cơ.